Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay với Nhi Huyền và Lê Thái. Nhi Huyền đưa tới bản tin cho quý vị ngày hôm nay có một cái khu vực, một cái tòa nhà mà được xây cho sinh viên, thưa quý vị, được gọi là siêu tiết kiệm năng lượng. Thưa quý vị, đó là cái khu vực Yubico Skina Residence có 220 phòng ngủ và khu vực com rất là đẹp và tính năng bền vững trong suốt và quá trình thiết kế nó có hiệu quả năng lượng và phù hợp với nhu cầu sống thực tế. Cái lý do họ xây những cái căn nhà này, từ vì học sinh, sinh viên khi mà học sử dụng điện rất là nhiều, nào là computer, nào là chơi game, nào là chưa kể là party nữa, thưa quý vị, thì cái những cái ngôi nhà này rất là đẹp. Thì họ xây như thế nào? Là cái cửa sổ với lớp 3 ngăn ngừa để cho năng lượng nó không có bị mất. Ngoài ra có một tấm chắn dày 8 inch và có nhiệt len với cái khoảng cách, nó có những cái bao bọc ở xung quanh căn nhà và mái nhà được siêu cách nhiệt để làm giảm thiểu tốn thất nhiệt. Và bên đó có sàn, và cái sàn của nó thấp và cái tòa nhà của nó cũng rất là kín, thưa quý vị, và các hệ thống ống nước lưu lượng để mà rất là thấp để giúp tiết kiệm nước. Và theo cái trang web và theo những cái thông tin cho biết là cảnh quan có đầy đủ các cây bản địa và thích nghi, và có nhiều cái cây xung quanh và rất là đẹp, thưa quý vị. Và điều thú vị là tòa nhà không cần nhiên liệu hóa thạch để sưởi ấm, làm mát hoặc nước nóng. Tòa nhà thậm chí có thể được kết nối với hệ thống sưởi ấm của khu vực khuôn viên trường và có hệ thống rất là độc lập và sưởi mát, thưa quý vị. Là cái khu nhà này là do thiết kế bởi Architecture or Communication, kiến trúc sư ở các cuộc cơ quan tư vấn của ký túc xá ở cái tòa nhà này ở Canada, thưa quý vị. Và đây là lần thứ hai nó được xuất hiện ở phía Bắc Mỹ, đó là ở Canada, chưa có ở nước Mỹ, thưa quý vị. Thì hy vọng cái nhà này sẽ giúp cho sinh viên ở rất là thích hợp và rất là save tiền cho những sinh viên. Khi mà mình đi học thì mình đã tốn tiền rất là nhiều rồi, mà ở trong quý vị thấy cảnh quan rất là đẹp, và trong đó nó có cái hệ thống mà save để mà khi mà mùa đông thì có sưởi ấm và mùa lạnh cũng rất là mát, thưa quý vị, mà không tốn nhiều điện. Thì đây là những cái căn nhà quý vị cũng thấy đây, rất là đẹp, thưa quý vị. Và hy vọng những ai đi du học ở Canada sẽ ở được trong những cái tòa nhà này. Dạ vâng, và thông tin tiếp theo Lê Thái gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta bị béo phì hay cân nặng thì nhất là đàn ông, khi mà cái cân nặng của chúng ta càng tăng thì cái lượng tinh trùng, theo các nhà khoa học người ta nói là cái lượng tinh trùng nó càng ngày nó càng giảm đi. Thật ra nếu như mà quý vị nào mà chúng ta muốn có khả năng mà sinh sản, hoặc là chúng ta đang trong độ tuổi sinh sản mà muốn có thể mà tốt trong vấn đề mà tinh trùng, hoặc là muốn cho vấn đề mà cái bạn đời của chúng ta trong vấn đề mà sex hay là trong vấn đề mà sinh con đẻ cái đó, thì chúng ta nên chịu khó chúng ta giảm cân. Đó là theo cái tạp chí mà Science Daily nghiên cứu ở trường đại học Copenhagen và bệnh viện Waldorf cho thấy là nam giới hiện nay, thưa quý vị, cái tỷ lệ nam giới béo phì có thể mà chúng ta cải thiện cái chất lượng tinh trùng nếu như mà quý vị chịu khó chúng ta giảm cân và duy trì cái trọng lượng cơ thể chúng ta hợp lý. Và cái công trình này nó đăng tải trên cái tạp chí Human Reproduction vào ngày 23 tháng 5 vừa qua. Thì tất cả các nhà khoa học người ta cho thấy rằng là đàn ông là giảm trung bình 16.5 kg, cân nặng của chúng ta sẽ tăng 50% nồng độ tinh trùng và 40% lượng tinh trùng trong vòng 8 tuần lễ thôi. Và chất lượng tinh trùng cũng tiếp tục cải thiện nếu như mà chúng ta tiếp tục duy trì cái cân nặng hợp lý trong 52 tuần sau đó. Và sau một năm thì những người này có thể là có lượng tế bào tinh trùng nhiều gấp đôi so với mà trước khi mà chúng ta giảm cân. Và đây là một cái tin tích cực đối với những người mà đang có ý định sinh con, thưa quý vị. Và nếu như mà các công trình trước đó thì vẫn chỉ ra rằng là nếu như mà số lượng tinh trùng cao dẫn đến khả năng thụ thai nhanh hơn. Thành ra là từ lâu những cái chuyên gia người ta nói rằng
Béo phì có thể gây ra tình trạng mà giảm chất lượng tinh dịch cũng như là tinh trùng. Và các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy mối liên hệ giữa việc giảm cân và cải thiện tinh trùng. Xong thì những cái chương trình này nó rất là ít người tham gia. Nhưng mà hiện nay thì người ta mới đưa ra một cái thông báo cuối cùng, có nghĩa là đây là cái vấn đề cân nặng nó quyết định cái sự mà sinh con và nối dõi tông đường, cũng như là cái vấn đề mà chất lượng tinh trùng của nam giới. Thành ra chúng ta nếu như mà muốn trong vấn đề mà sex hay là vấn đề tình dục của vợ chồng hay là bạn đời này chẳng hạn, hoặc là trong vấn đề mà sinh con, thì chúng ta nếu mà có cân nặng đang quá cao thì chúng ta nên giảm 16.5 kg, thì cái lượng tinh trùng tăng lên đến 50%. Tin đó rất là tốt thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp đó là một bản tin về chó thưa quý vị, về những chú chó, những cái chú thất chó cưng của mình. Quý vị cũng biết rằng là những nhà nghiên cứu gần đây họ đã nghiên cứu về thức ăn của chó thưa quý vị, thì họ thấy rằng chó cho chế độ ăn chay thì nó lành mạnh hơn nhiều so với những con chó mà nó cho chế độ ăn tạp thưa quý vị. Là cái cuộc điều tra này, cái cuộc nghiên cứu này là được điều tra bởi những nhà nghiên cứu và khảo sát chương trình về nuôi chó thưa quý vị, và được tài trợ bởi Provet, một tổ chức ủng hộ việc tiêu giảm tiêu thụ động vật, và nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Plus One thưa quý vị. Một nửa số người đã tham gia cái chương trình nghiên cứu này, và 1/3 thì họ cho những cái con chó này ăn thịt sống, và 13% với 17% còn lại thì họ cho những cái con chó ăn tạp, ăn bình thường, không có ăn thịt sống, và 17% là họ cho những cái con chó mà ăn chay thưa quý vị. Thì họ cho thấy rằng 49% những cái con chó mà có chế độ ăn tạp rối loạn sức khỏe hơn so với những cái con chó mà ăn chay rất là nhiều. Và nhóm nghiên cứu đã tên là Andrew Knight ở Đại học Winchester ở Vương quốc Anh đã đề cập rằng các nghiên cứu ở đây đã tiết lộ ra rằng các chế độ ăn thịt sống thường bị vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh nhiều hơn so với những con chó ăn chay. Tuy nhiên thì họ cũng phải nghiên cứu hơn, vì các nghiên cứu này họ không có nhốt con chó ở trong chuồng và không có làm gì hết và chỉ cho ăn chay mà thôi. Cái này họ nghiên cứu những cái con chó bình thường ở trong nhà, như vậy thì nó có thay đổi rất là nhiều thưa quý vị. Vì vậy cái Hiệp hội Thú y ở bên Anh họ nói rằng họ cần nghiên cứu sâu hơn nữa, nhưng mà họ thấy rằng thực tế những cái con chó đang sống ở trong nhà ăn chay nó ít rối loạn về tiêu hóa và ít bị đi bệnh viện hoặc đi thú y nhiều hơn. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Tốt nhất là chúng ta cho ăn chay, không giống như chúng ta ăn chay ăn rau cỏ này là thì vẫn tốt hơn là chúng ta là ăn thịt đỏ nhiều, nó gây nguy cơ ung thư. Thịt sống ngon. Thịt sống như sushi hay sashimi. Cái đó là cá sống rồi. Thịt sống thì ai ăn, thịt sống thì rất là nhiều. Dạ vâng, và thưa quý vị, thông tin tiếp theo Lê Thái cũng gửi đến quý vị. Quý vị có để ý là những cái trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh đó, thường thì chúng ta thường cho con á, những bé nhỏ đó uống sữa mẹ hoặc là bú sữa gọi là sữa công thức, là những cái loại sữa mà nó đã được tách ra rồi. Nó chỉ là những cái loại sữa công thức dành cho những trẻ nhỏ thôi. Và chị Như Huyền có biết lý do mà tại sao mà người ta không có cho trẻ sơ sinh người ta uống sữa tươi hay không? Cái sữa tươi là sữa bò tươi á. Tại sao người ta không cho uống mà là người ta lại cho uống sữa công thức? Không phải là nuôi con. Một số người chúng ta đây, chúng ta nuôi con mà chúng ta vẫn chưa có tìm hiểu lý do tại sao mà chúng ta không thể cho con chúng ta uống sữa tươi mà chúng ta phải cho uống sữa mẹ hoặc sữa công thức. Và kính thưa quý vị, chuyên gia tại Bệnh viện Nhi Cincinnati giải thích rằng là không nên dùng cái sữa bò hoặc là sữa tươi của bò thay thế sữa mẹ hoặc là sữa công thức cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi thưa quý vị. Theo tiến sĩ kiêm giám đốc khoa sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Cincinnati của Mỹ nói với tờ Life Science rằng là cái sữa bò nó có chứa các chất protein mà trẻ sơ sinh rất là khó tiêu hóa, trong khi thì thiếu vitamin và các khoáng chất quan trọng chẳng hạn như là chất sắt thì lại không có trong sữa bò mà bé lại cần để phát triển, còn chất sắt để phát triển. Mặc dù là cái sữa công thức thưa quý vị nó dành cho trẻ sơ sinh được làm từ sữa bò, đúng là như vậy, nhưng mà các nhà sản xuất người ta đã loại bỏ các cái chất mà protein hoặc là sửa đổi công thức của chúng trước khi mà người ta thêm trở lại cùng với các thành phần thiết yếu vào những cái sữa đó cho những cái bé trẻ sơ sinh. Nó khác hoàn toàn, cuối cùng nó khác hoàn toàn với lại sữa bò tươi thưa quý vị. Và ruột và thận, hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh nó cũng có cần cái thời gian để mà phát triển trước khi mà nó có thể dung nạp một cách an toàn các loại và lượng mà protein mới có trong sữa bò. Và theo Viện Nhi khoa của Mỹ AAP thưa quý vị, thì cái nồng độ cao của protein và khoáng chất
chất có trong sữa bò nó khiến thận của trẻ sơ sinh căng thẳng và có thể gây ra bệnh nặng vào những cái thời điểm như là nóng, sốt hoặc là tiêu chảy. Và nhiều khi thì những cái trẻ mà sơ sinh trên 6 tháng tuổi mà uống sữa bò đó thì trong dạ dày có thể gây ra những cái viêm dị ứng hoặc là khiến cho cái niêm ruột của mấy bé nó đã bị chảy máu và cái làm tổn thương cái niêm mạc ruột và có thể gây tiêu chảy cho bé và gây cho bé nó đi phân ra ngoài có máu luôn. Thật ra lý do tại sao mà chúng ta không nên cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi uống sữa mà gọi là sữa tươi mà là phải cho uống sữa công thức hoặc là sữa mẹ. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Duy Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.